chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh móc len của Susu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bé thỏ mặt sẹo như thế này nha. Các bạn có thể dùng làm móc khóa đôi rất là xinh xắn. Và bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn chi tiết làm bé thỏ này nha. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là len mê cô tông 50g gồm các màu như hình, kim móc 2.5mm và một ít bông gòn. Đầu tiên mình sử dụng len màu trắng, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Móc lên một dây xích gồm 8 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi móc xong đủ 8 mũi bính như thế này, các bạn để ý nha. Chúng ta sẽ bỏ qua chân mũi đầu tiên và móc vào chân mũi thứ hai này. Các bạn sẽ móc vào vị trí đánh dấu này cho mình một mũi đơn. Dùng kim đánh dấu vào vị trí chân mũi vừa móc. Sau mũi đơn đầu tiên, 5 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc 1 mũi đơn. Tổng chúng ta sẽ móc 6 mũi đơn nha. Bắt đầu móc mũi đơn thứ 2. 2 3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi đơn, còn một chân mũi cuối cùng này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 3 mũi đơn chung chân. 1 2 3. Vậy là chúng ta đã móc xong một vệ nha. Các bạn sẽ móc sang vệ còn lại, vừa móc vừa nẹp sợi len thừa này vào để giấu đi. Chân mũi đầu tiên của vệ bên đây, móc vào đây một mũi đơn. Bốn chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn, tổng sẽ là 5 mũi đơn. Bắt đầu móc mũi đơn thứ hai. 2 3 4 5. Sau khi móc xong 5 mũi đơn như thế này, còn một chân mũi cuối cùng này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 2 mũi đơn chung chân hay còn gọi là mũi tăng. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ nhất. Đến đây các bạn có thể cắt đoạn len thừa phía sau này đi. Kết thúc hàng thứ nhất như thế này, bắt đầu móc lên hàng thứ hai. Ở đây mình sẽ móc xoắn ốc nha. Các bạn sẽ móc trực tiếp vào chân mũi đầu tiên này cho mình 2 mũi đơn chung chân hay còn gọi là mũi tăng. Dùng kim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Móc thêm một mũi đơn và chân mũi này nữa là thành một mũi tăng. Năm chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4 5. Sau khi móc xong 5 mũi đơn như thế này, 3 chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi tăng. Một tăng. Hai tăng. Ba tăng. Sau khi móc xong 3 mũi tăng, 5 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn.
Một, hai, ba, bốn, năm. Móc xong 5 mũi đơn như thế này, còn 2 chân mũi cuối cùng các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi tăng. Một tăng. Hai tăng. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ hai nha. Bắt đầu móc lên hàng thứ ba. Móc vào chân mũi đầu tiên này một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Năm chân mũi tiếp theo mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Móc xong 5 mũi đơn như thế này, 2 chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình theo cụm một đơn và một tăng nha. Chân mũi đầu tiên các bạn móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Hai chân mũi vừa rồi chúng ta tạo thành cụm một đơn và một tăng. Các bạn sẽ lặp lại cụm này 2 lần nữa nha. Tổng chúng ta sẽ móc 3 cụm. Bắt đầu móc cụm thứ hai. Một đơn. Một tăng, xong cụm thứ hai. Một đơn. Một tăng, xong cụm thứ ba. Móc xong 3 cụm. Tiếp tục 5 chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. Một, hai, ba, bốn, năm. Móc xong 5 mũi đơn, còn 4 chân mũi cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình 2 cụm một đơn và một tăng nha. Một đơn, một tăng, xong một cụm. Tiếp tục móc cụm thứ hai. Một đơn. Một tăng, xong cụm thứ hai. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ ba nha. Bắt đầu móc lên hàng thứ tư. Tại chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Tiếp theo 5 chân mũi kế tiếp mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi móc xong 5 mũi đơn như thế này, các bạn để ý nha, 3 chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc theo cụm một đơn, một tăng và một đơn. Chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi tăng. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn.
Vậy là ba chân mũi vừa rồi chúng ta đã tạo thành cụm một đơn, một tăng và một đơn. Các bạn sẽ lặp lại cụm này 2 lần nữa nha. Tổng là chúng ta sẽ móc 3 cụm. Bắt đầu móc cụm thứ 2. Một đơn. Một tăng. Một đơn, xong cụm thứ 2. Một đơn. Một tăng. Một đơn, xong cụm thứ 3. Vậy là chúng ta đã móc xong 3 cụm nha. 5 chân mũi kế tiếp, mỗi chân mũi móc 1 mũi đơn. 1 2 3 4 5. Móc xong 5 mũi đơn như thế này. Còn 6 chân mũi còn lại, các bạn sẽ móc cho mình 3 cụm, 1 đơn, 1 tăng và 1 đơn nha. Móc cụm đầu tiên. 1 đơn. 1 tăng. 1 đơn, vậy là đã xong cụm thứ nhất. Bắt đầu móc cụm thứ 2. 1 đơn. 1 tăng. 1 đơn, xong cụm thứ 2, vậy là cũng xong hàng thứ 4 nha. Bắt đầu móc lên hàng thứ 5. Tại chân mũi đầu tiên móc 1 mũi đơn. Chân mũi thứ 2 móc 1 mũi đơn. Chân mũi thứ 3 cũng móc 1 mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi 1 mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Từ hàng thứ 5 đến hàng thứ 7 các bạn sẽ móc tương tự. Mình sẽ gặp lại các bạn ở cuối hàng thứ 7. Sau khi móc xong hàng thứ 7 thì chúng ta sẽ được như thế này. Bắt đầu móc lên hàng thứ 8. Tại chân mũi đầu tiên móc 1 mũi đơn. Hai chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc một mũi giảm ẩn. Mũi giảm ẩn tức là sẽ lấy hai cạnh ngoài của hai chân mũi liên tiếp, lấy len qua và móc thành một mũi đơn. Vậy là đã xong mũi giảm ẩn nha. Tiếp theo 9 chân mũi kế tiếp, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sau khi móc xong 9 mũi đơn như thế này, hai chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Bốn chân mũi tiếp, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4. Móc xong 4 mũi đơn, hai chân mũi tiếp theo các bạn lại móc một mũi giảm. Chín chân mũi kế tiếp, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 Sau khi móc xong 9 mũi đơn, hai chân mũi kế bên các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Móc xong mũi giảm, còn 3 chân mũi còn lại các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn. 1 2 3 Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 8. Bắt đầu móc lên hàng thứ 9. Hai chân mũi đầu tiên móc một mũi giảm. Chín chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi móc một mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vậy là chúng ta đã móc xong 9 mũi đơn. 6 chân mũi tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi giảm. Một giảm, hai giảm, ba giảm. Sau khi móc xong 3 mũi giảm, 9 chân mũi tiếp theo các bạn lại móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vậy là chúng ta đã móc xong 9 mũi đơn nha. Còn 4 chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi giảm. 1 giảm 2 giảm Vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 9 như thế này. Bắt đầu móc lên hàng thứ 10. Tại chân mũi đầu tiên móc 1 mũi đơn. Chân mũi thứ 2 móc 1 mũi đơn. Chân mũi thứ 3 cũng móc 1 mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi 1 mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng. Móc xong hàng thứ 10 như thế này, chúng ta sẽ bắt đầu móc phần tai nha. Ở đây các bạn để ý, phần tai là chúng ta sẽ chia đôi cái phần miệng này ra. Tức là mỗi một nửa chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn. Mỗi bên sẽ là 12 mũi đơn. Ở đây các bạn để ý, từ đây đến đây sẽ là 6 mũi đơn. Và bên đây sẽ là 6 mũi đơn, cộng vào sẽ là 12 mũi đơn nha. Các bạn sẽ móc cho mình 6 chân mũi đầu tiên, mỗi chân mũi là 1 mũi đơn. 1 Vẫn dùng kim đánh dấu vào chân mũi đầu tiên. 2 3 4 5 6 Móc xong 6 mũi đơn này, các bạn sẽ dừng lại nha. Chúng ta sẽ lật sang mặt bên đây để móc nốt nửa bên đây. Nửa bên đây các bạn cũng móc cho mình 6 mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 Đây, vị trí chân mũi thứ 6 này. Các bạn sẽ móc từ vị trí mình đánh dấu chiếc kim này nha. Các bạn sẽ kéo sợi len qua bên đây.
Móc vào chân mũi đánh dấu này một mũi đơn. Một đơn. Năm chân mũi còn lại, mỗi chân mũi móc một mũi đơn, tổng sẽ là 6 mũi đơn nha. Móc mũi đơn thứ hai. 2. 3. 4. 5. 6. Kết thúc hàng 11 như thế này là chúng ta đã móc vòng xung quanh đây, tổng sẽ là 12 mũi đơn nha. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành móc lên hàng 12. Tại chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn sẽ móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng, tổng chúng ta sẽ móc 12 mũi đơn. Bắt đầu móc mũi đơn thứ 4. 4. 5. 6. Quay sang bên đây để móc tiếp. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Vậy là chúng ta vừa móc xong hàng thứ 12, bắt đầu móc lên hàng thứ 13. Tại chân mũi đầu tiên này móc một mũi đơn. Hai chân mũi tiếp theo móc một mũi giảm. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một đơn và một giảm, lặp lại cho đến cuối hàng nha. Tổng chúng ta sẽ móc 4 cụm, bắt đầu móc cụm thứ hai. Một đơn. Một giảm, xong cụm thứ hai. Một đơn. Một giảm, xong cụm thứ ba. Một đơn. Một giảm, xong cụm thứ tư. Vậy là đã xong hàng 12, cũng là xong chiếc tai thứ nhất nha. Các bạn sẽ tiến hành tháo ghim và sau đó cắt len, chừa lại một đoạn len để chúng ta khâu. Sử dụng kim khâu len để khâu khít phần tai thứ nhất lại. Vậy là đã xong phần tai thứ nhất. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành nhồi bông gòn vào cái phần đầu này nha.
Các bạn nhớ nhồi gòn lên cả phần tai thứ nhất này nha. Sau khi nhồi đầy bông gòn vào thì chúng ta sẽ được phần đầu như thế này. Cả chiếc tai đầu tiên của chúng ta cũng được nhồi bông nha. Bây giờ các bạn sẽ móc sang chiếc tai thứ hai. Đếm từ đây 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chúng ta sẽ đưa kim móc vào chân mũi thứ 6 này để chia đôi chiếc tai ra cho đều nha. Sau đó các bạn sẽ lấy sợi len màu trắng qua. Móc lên một mũi bính. Tại chính chân mũi vừa nên bính này, móc một mũi đơn. Dùng ghim đánh dấu vào vị trí chân mũi đầu tiên. Vừa móc các bạn sẽ vừa nẹp sợi len này vào cùng để giấu đi. Chân mũi thứ hai cũng móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn cũng móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối nha. Tương tự như chiếc tai vừa rồi, chúng ta cũng móc tổng là 12 mũi đơn ở hàng thứ 11 này. Bắt đầu móc mũi đơn thứ tư. Bốn. Năm. Sáu. Móc xong 6 mũi đơn thì các bạn sẽ cắt ngắn cái sợi len thừa này đi. Sau khi móc xong 6 mũi đơn ở nửa bên đây, các bạn sẽ quay sang bên đây để móc tiếp 6 mũi đơn nữa nha. Tổng hàng này sẽ là 12 mũi đơn. Các bạn bắt đầu móc mũi đơn thứ 7. Bảy. Tám. Chín. Mười. Mười một. Mười hai. Vậy là chúng ta đã móc xong hàng 11. Bắt đầu móc lên hàng 12. Tại chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Chân mũi thứ hai móc một mũi đơn. Chân mũi thứ ba cũng móc một mũi đơn. Ở hàng này các bạn cũng móc tại mỗi chân mũi một mũi đơn, lặp lại cho đến cuối hàng nha. Tổng chúng ta sẽ móc ở hàng này là 12 mũi đơn nha. Kết thúc hàng 12 như thế này, chúng ta sẽ tiến hành móc lên hàng 13. Tại chân mũi đầu tiên móc một mũi đơn. Hai chân mũi tiếp theo móc một mũi giảm. Ở hàng này các bạn sẽ móc theo cụm một đơn và một giảm lặp lại cho đến cuối hàng nha. Tổng chúng ta sẽ móc 4 cụm một đơn và một giảm. Bắt đầu móc cụm thứ hai. Một đơn. Một giảm xong cụm thứ hai. Một đơn. Một giảm xong cụm thứ ba. Một đơn.
1 giảm, xong cụm thứ tư cũng là xong hàng 13. Vậy là đã xong phần tai thứ hai nha. Các bạn sẽ tháo ghim ra và chúng ta sẽ tiến hành cắt len. Ở đây các bạn sẽ chừa lại một đoạn len dài hơn đoạn len vừa rồi một chút nha. Phần tai thứ hai này các bạn sẽ nhồi cho mình thêm một ít gòn vào nữa nha. Nhồi xong gòn vào phần tai thì chúng ta sẽ được hai chiếc tai như thế này nha. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng kim khâu len để khâu khít chiếc tai thứ hai lại. Sau khi khâu xong chiếc tai thứ hai thì ở giữa hai chiếc tai chúng ta sẽ có một khoảng trống như thế này, các bạn sẽ khâu khít lại nha. Sau khi khâu khít như thế này thì các bạn sẽ giấu sợi len thừa này đi nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần đầu thỏ như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ khâu mắt nha. Các bạn sẽ xác định vị trí mắt ở hàng thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ khâu ở hai hàng thứ 7 và thứ 8. Các bạn sẽ đánh dấu ghim vào vị trí ở giữa hàng thứ 7 và hàng thứ 8 nha. Đó. Chiếc mắt thứ hai sẽ cách chiếc mắt thứ nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mũi đơn. Đó. Hai chiếc mắt sẽ ở vị trí như thế này. Mình sử dụng len màu đen để khâu phần mắt nha. Các bạn sẽ khâu như trong video mình hướng dẫn. Phần miệng các bạn sẽ khâu dưới mắt một hàng, tức là chúng ta sẽ khâu ở hàng thứ 5. Khâu xong phần miệng như thế này, các bạn sẽ thắt nốt hai sợi len phía sau lại, sau đó giấu len thừa đi. Tiếp theo mình sử dụng len màu hồng để khâu tiếp nha. Các bạn sẽ khâu tiếp như trong video mình hướng dẫn. Phần má hồng thì các bạn sẽ khâu cùng hàng với phần miệng nha.
sau khi gắn thêm móc khóa là chúng ta đã hoàn thành xong mặt thỏ mặt sẹo rất là ngầu như thế này. Các bạn sẽ làm hai màu khác nhau để làm móc khóa đôi nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.